Thao bóng đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay chính là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đến từ giải Pháp, Lyon và Clermont Foot, diễn ra vào lúc 23 giờ chủ nhật ngày 1 tháng 1 trên sân vận động Groupama. Bước vào vòng đấu này, sư tử sông Rhône hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 với 24 điểm, kẹp top 3 9 điểm. Họ có 7 trận thắng, 3 trận hòa và 6 trận thua với hiệu số là 27-20. Trong 5 trận đấu gần nhất, Lyon thắng 3, hòa 1 và thua 1, nổ 2 tài và 3 xỉu. Lyon đang sở hữu một hàng công chất lượng với nhiều hào thủ như Toko Mbembe, Moussa Dembélé và đặc biệt là Alexandre Lacazette, đoàn quân của Laurent Blanc hiện đang sống nhờ vào hơi thở của cựu tiền đạo Arsenal. Tiền đạo người Pháp đã có cho mình 10 bàn thắng sau 16 trận đã đấu, đứng ngay sau anh là tài năng trẻ người Brazil Tete với 6 bàn sau 16 trận. Chắc chắn đối thủ của Lyon cũng phải để ý đến cái tên Ryan Cherki, người đang có nhiều kiến tạo nhất câu lạc bộ với 3 đường chuyền thành bàn. Trong khi đó, Clermont Foot đang thể hiện một phong độ khá tệ. 5 trận đấu gần nhất, họ hòa 2 và thua 3, nổ 3 xỉu và 2 tài. Clermont đang đứng ở vị trí thứ 11 với 19 điểm sau 16 trận đấu. Họ ghi được 25 bàn nhưng cũng đã thủng lưới đến 19 lần, thành tích không quá nổi trội. Comen Andric là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 4 bàn sau 16 trận. Bên cạnh đó là Saïd Khaoui với 2 kiến tạo sau 16 trận. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giữa hai đội bóng tấn công cởi mở và lơ mơ cho phòng ngự, bằng chứng là số bàn thua đều trên 16, trong khi mùa giải mới chỉ đá được 16 vòng và cả hai đội đều đã vượt qua mốc 20 bàn thắng ghi được. Trong 3 lần gặp nhau trước đây, Lyon thắng 1, hòa 2 với 1 lần nổ xỉu và 2 lần nổ tài. Tỷ lệ nhà cái đưa ra là -1.5 dành cho Lyon. Theo Tạp bóng đá TV, Lyon sẽ khó có thể clear kèo này, kể cả khi Clermont đội bóng yếu hơn. Tỷ lệ tài xỉu trong trận đấu này là 2.75. Nhìn chung, đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều có lối chơi tấn công cởi mở. Dự đoán, Lyon sẽ có trận hòa 2 đều trước Clermont Foot. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tạp bóng đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.